anh em khi dòng dùng cái dòng bình ắc quy thế mới phải chú ý một số điểm sau cho mình nhá. Đây là dòng bình 4850 thế mới anh em ạ. Dòng này sẽ trang bị cho anh em cái app điều khiển qua điện thoại nhá. Có app anh em sẽ điều khiển được qua điện thoại như kiểu như thế này nhá. Nhìn rõ này. Đấy. Em sẽ nhìn cái bình ở đây này, nó báo này. Em bấm vào này. Đấy, thì nó sẽ báo cho anh em là cái bình ở đây. Đấy, như bây giờ nó đang báo là Protec Cell Undervolt này, tức là báo bình đang hết điện anh em ạ. Nó sẽ báo như thế này. Đây bên này thế này. Đây. Bình thường anh em dùng các cái dòng khác ấy, thì nó sẽ không có cái phần là màn hình báo báo qua app. Cái này sẽ ở trên thiết bị sẽ không có anh em nhé. Anh em chỉ cần bấm điện thoại anh xem thì anh em nhìn rõ được luôn là chả như anh nhìn này, thì sẽ báo là cell của mình hết điện này, đang còn điện này, vơi điện này, còn bao nhiêu này, đều sẽ ra hết luôn này. Cực kỳ tiện dụng và dễ sử dụng. Đây là cái điểm rất quan trọng của bộ này. Tiếp theo nữa anh em có thể giới hạn cho mình được cả phần này nhá. Tức là có một phần tiếp theo nữa đây này, sẽ giúp anh em là giới hạn là công suất máy nằm ở đây. Anh em có thể khóa nạp này, khóa xả này, khóa đầy, khóa vơi nằm hết trên này nhá. Đây. Rất là tiện luôn. Bình thì được trang bị mạch thông minh rồi, thành ra là một thế hai là dòng này được sử dụng cái pack kết nối ấy. Thì anh em kết nối được với nhau nhá, chứ không phải như trước là phải cắm kiểu của cọc bình ắc quy nữa. Thì bây giờ không cần thiết, anh em chỉ cần cắm cáp này cho mình này. Đây sử dụng là cáp chuyên dụng nhá, cáp của xe nâng luôn này. Đấy, rất là tiện bởi vì sẽ là khóa nạp, khóa xả luôn. Cài thông số máy sẽ nằm hết trên này. Đấy, cái này điểm này cực kỳ quan trọng cho những anh em nào mà muốn lắp hệ thống năng lượng mặt trời. Đấy, cực kỳ tiện luôn anh em nhìn này. Đấy, cell break undervolt này. Chạy luôn này, nó đang báo dừng xả luôn này. Bởi vì báo điện áp hết rồi. Đấy, ba lăng cũng dừng cân bằng luôn. Anh em nhìn cái cell pin nó độ nhạy cao rất là thấp luôn này. Đấy, cell volt là 0.005V nhé. Cực kỳ chính xác và tiện dụng bộ này. Là những anh em nào mà đã dùng một đến bộ này rồi thì gần như là phải nói là không chê cái gì cả. Đấy. Thay thế các cái dòng, bởi vì một số anh em mua các cái dòng bách Lazada ấy, hoặc các cái dòng 2 star mà bên tàu nó chuyển về cũng sẽ giống như thế này. Nhưng mà bên đấy họ bỏ đi rồi. Bởi vì tại sao họ bỏ? Bởi vì là bên đấy cái công nghệ nó thay đổi, nó chuyển sang app điện thoại hết rồi, điều khiển từ xa. Thành ra bây giờ nó bỏ hết, không còn sử dụng cái dòng cũ nữa, và người ta đẩy hết sang bên mình. Đấy, thành ra nhiều anh em mua về, nhưng mua về xong lại toàn mang sang bên mình để tiến hành độ lại sang cái mạch thông minh này anh em ạ. À. Mạch thông minh nó quá tiện dụng luôn. Đấy, những cái thông số chính của cái dòng bình này anh em nhá. Đấy, các anh em có thể lựa chọn, nhưng mà đã dùng đến những cái dòng như dòng to máy to nhỉ này thì anh em bắt đầu dùng những dòng như này. Nhiều anh em có hỏi là thế bây giờ mà nó có cổng giao tiếp không, thì mới bảo luôn là bây giờ các cổng giao tiếp sử dụng là cổng giao tiếp thông minh rồi anh em nhá, chứ họ không dùng cái rắc cắm lan và cắm vào cái máy nữa. Đấy, cái dòng cái cổ rồi, cái dòng cắm lan cắm vào máy thì nó chỉ tiện một điểm là giúp cho anh em là điều khiển qua cái bộ này này, và nó chỉ giới hạn được công suất thôi, chứ nó không cho phép anh em xem được từng cell đâu. Nên bây giờ các cái dòng mới này sẽ xem qua app điện thoại và xem được từng cell luôn. Anh em cài đặt và khóa được máy móc luôn, rất tiện luôn.